cái vàng bầu của mình. Bây giờ cái ngọn nè, chú anh chị các bạn thấy không, nó còn ra quá trời cái ngọn nè. Mình tính chắc chút nữa mình sẽ cắt mấy cái ngọn luôn á, cắt cái ngọn vô xào ăn ha. Để bớt đi, nhiều quá à, ngọn bầu với ngọn mướp nhiều lắm của chú anh chị các bạn. Nó còn phát quá trời luôn, thấy ham á ha. Đó, cái vàng khổ qua của mình đó cô chú anh chị các bạn ha, còn xanh um luôn. Cái vàng bí đao của mình bây giờ mình làm không có lại nữa cô chú anh chị các bạn ơi, lá bọc tùm ấy, mình cắt hoài, rảnh là mình ra mình cắt hoài mà nó mọc, mình cắt không kịp với nó luôn. Cô chú anh chị các bạn coi lá mọc tùm đó trong đây nè, đó trái ha, ở dưới đây nè. Bây giờ nó lớn lớn thì mình mới thấy đó cô chú anh chị các bạn ơi. Bây giờ nó lẫn lộn ở trong lá đó, mình nghĩ chắc cũng hơn 20 trái đó, cô chú anh chị các bạn. Mà cái bí đao này chắc mình nghĩ mình để cho nó già luôn chứ mình không có cắt. Mình cắt rồi nó hồi qua mình sẽ cắt mấy trái bí tròn á. Rồi mình coi trong đây coi. Đó, trong đây nó cũng được mấy trái nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, treo lủng lẳng nè, 4 trái ở đây nữa. Rồi mình đi ra ngoài mình coi ha. Đây là bây giờ trái nào, giờ là cô chú anh chị các bạn thấy không? Giờ trái nào nó cũng ra phấn hết rồi. Mình ăn không có kịp cô chú anh chị các bạn ơi. Đây nè. Đó. Trong đó ha. Trên đây nữa nè. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Mình coi treo lủng lẳng trên đó mấy trái đây. 5 trái đó cô chú anh chị các bạn ha. Trong mé kia được trái nữa. Bây giờ khi nào nó lớn mình mới thấy cô chú anh chị các bạn ơi. Đó, như cái trái này là nó còn non này cô chú anh chị các bạn. Trên đây năm nay mới là năm thứ hai mình trồng bí rồi cô chú chị các bạn. Năm ngoái với năm nay là mình biết cách mình chăm sóc á, cây nó phát triển còn mạnh hơn nữa. Đây nè, wow, mình mới thấy trái này nữa nè cô chú chị các bạn thấy không? Đó, nó lớn, nó thòng xuống như vậy là mình mới thấy nè. Bây giờ mặt ngoài nó leo lên mấy cái cây cô chú chị các bạn. Bây giờ mình cứ trồng á, mình không có cái chỗ mình trồng nó sát quá, nó trồng kế mấy cây lớn là nó cứ bò lên. Đây nè, nó tuốt một trái bự thật bự, nó nằm ở trong cái gốc đó nữa. Bây giờ nó lẫn ở trong lá mình không có thấy á. Đây nè, đó, một cái trái bự thật bự ở chỗ này nữa nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Đây nè, đó cái trái bự ở đây nè. Wow, một trái bên đây nữa nè. Đó, một trái nữa. Đây nè cô chú chị các bạn. Wow, hơn 2 găng tay của mình luôn đó. Đây một trái nằm ở trong góc bên đó nữa nè, ra trái ra đây nè. Đây dưới đây nữa, dưới đây được 2 trái nữa nè. Thấy hà mới cô chú chị các bạn ha. Trái này 5-7 pound. Cái vàng này mình làm vàng tre thanh long này mình làm 4 tấm lưới rồi cô chú chị các bạn. Đó, thì mình đóng những cái cột này nè. Giờ mình dùng mấy cái này nè, teapot clip nè, mình ràng nó vô nè. Đó là mùa đông mình sẽ cover hết cái này lại bằng cái tấm màu xanh á, nó che lạnh á, là nó qua được mùa đông á. Cái vàng khổ qua này mình trồng từ hôm tháng 4 tới bây giờ nè cô chú anh chị các bạn. Mà bây giờ còn nè cô chú anh chị các bạn thấy là quá trời còn ngọn nè. Nó còn tốt quá trời, nó đang còn ra trái nhiều lắm. Nhưng mà dạo này mình cảm thấy là nó hết, hình như nó hết bỏ xích rồi. Nó làm như đó có mùa có đợt giờ nó hết bỏ xích rồi. Nè trái con nhiều lắm. Cái này là nó tự đậu thôi chứ mình không có chăm. Bữa giờ là mình không có chăm nó. Bây giờ hôm nay mình sẽ thu hoạch nó nha cô chú anh chị các bạn. Trong nhà có 2 túi rồi. Hôm nay mình phải cắt tiếp rồi chứ không thôi là nó nóng quá. Nó nóng quá cái nó bị vàng sớm ha. À, trái con nè. Trái con còn nhiều quá cô chú chị các bạn thấy không? Nè mình cắt mấy cái này. Nè. Cái này hư rồi. Sẵn rồi mình tỉa thấy trái nào hư mình bỏ luôn. Nè. Cái này mà mình ăn lá rồi là nè cô chú chị các bạn thấy không, lá ra mới xanh tốt quá trời luôn, quá trời ngọn luôn nè. Cái này cứ mỗi tuần mình ăn cái rác nhà bếp ấy, cái mình đổ lên trên đó như mình bỏ thêm một số cái phân mà organic với lại bone meal á, cho nó ra rác nhà bếp. Bây giờ mình đổ lên trên mặt đó luôn, mình để luôn. Qua đây chắc mình thu hoạch một mớ bên đây là bên đây. Cái gốc này lúc nào cũng nhiều hết nha cô chú anh chị các bạn. Nè. Cái lủng lẳng quá trời luôn nè cô chú anh chị các bạn ha. Mình mới nói thấy con bò xích nhưng mà nó ít rồi, mùa này bây giờ mình không thấy nó nữa. Chứ mình không cắt sớm á, nó bị già nó cô chú gì các bạn ơi. Cái chỗ này không mà nãy mình đếm cắt gần 10 trái cái này đó. Đây, đây trái nữa. Đây là cái khu vực bí của mình nè cô chú anh chị các bạn. Đó, cái này là trái bí tròn nha. Cái này là mình trồng ở dưới đất. Mà bây giờ nó bò lan hết cái khu này. Bây giờ mình phải dời hết mấy cái chậu nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Dời hết mấy cái chậu ra ngoài để dành trong đây khu vực này cho nó nè. Bây giờ nó leo lên. Nó qua nhà người ta mình phải kéo ngược trở lại rồi nó lên mấy cái cây kìa. Nó lắp mấy cái cây kia của mình luôn, mình không biết có chết mấy cái cây không nữa. Nè cái cây đào này của mình nè, nó cũng leo lên luôn rồi mình phải kéo giật trở xuống. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình cắt ha. Nay chắc mình nghĩ mình cắt chắc được 5-6 trái á. Mình không tính cắt nhưng mà mình để hoài mình thấy nó bự quá rồi mình phải cắt cô chú anh chị các bạn ơi. Chú anh chị các bạn ơi. Khi nào nó lớn mình mới thấy đó. Cái trái này mình cũng mới thấy nó đây nè. Mình mỗi bữa mình dẹp mình kéo nó xuống mấy cái qua nhà người ta đó rồi mình mới thấy nó. Trời ơi cái bí nè, trời ơi nó giống như cái trái dưa hấu, phải trái dưa hấu mà nó được vậy, trồng dưa hấu mà được vậy sướng. Đây nè, quá trời bự luôn. Để mình cắt nó ha. Cái này không biết mình để nó nửa được không ha, hay mình để nó hoài thì nó nuôi cái trái này hoài. Ao nè đó cô chú chị các bạn. Giờ nó lẫn trong lá, khi nào nó lớn mình mới thấy. Giờ mình đi, giờ mình phải để đỡ chỗ nào rồi mình đi hái. Bên kia mấy trái bên kia nữa. Cái trái này nó còn nhỏ mà sao nó trắng rồi ha. Là cái trái này trời ơi nó cũng xem như cái trái hồi nãy đó cô chú anh chị các bạn. Rồi mình nhớ đây mình có 3 trái mà. Ồ đây nè, trái này nè. Cái này nó còn xanh. Cái này rồi mình cắt cái này ha. Cái bí này á Không biết cô chú anh chị các bạn, cái này là phải bí mà loại người ta để làm mứt luôn. Mứt bí á, mình thấy ở chợ hồi xưa người ta hay bán, người ta hay cắt tới phân nửa người ta bịch đi lông nữa. Là phải cắt bí này quá à. Đó. Ơi, cái này đây. Rồi. Cắt để đỡ đây. Mình đi qua bên đây. Bên đây nữa, cái này. Đây. Cái này nữa. Mình cắt cái này. Cái này đâu bên đây. Đó, trái đằng dưới đây một trái luôn đó, cái đó nữa. Ôi, quá trời bự luôn. Và cái này chắc phải lấy cái kéo cắt nhánh á. Cái cuốn nó bự quá à. Nè. Còn cái cuốn nó bự quá, mình phải lấy cái kéo kia mình cắt đi. Kéo này cắt hơi khó. Mà cái kéo cắt nhánh mình bỏ đâu nữa hả? Giờ trời chiều 7 giờ mấy rồi mà còn đổ mồ hôi cô chú anh chị các bạn. Nè, cái trái này wow, nó bị cái này ha. Cái này mình không có chêm nó lên nè, nó nằm dưới mặt đất nè, mình không có hay cái trái này. Nó bị cái này nè, không biết có hư không ha. Rồi cắt nó đi. Rồi. Trái này dẻ ha. Kéo luôn. Trong đây mình coi cái trái ở đây mình coi nó có bự không. Đó, cái trái này yếu rồi kìa. Chắc mình phải chêm nó lên nữa, không thôi nó bị hư á. Để mình lấy cái rổ mình chêm nó lên. Đây bữa mình thấy. Đây, mình mới vừa kiếm được một trái nứt lùm ở trong đây nữa nè cô chú chị các bạn nè. Đó. À. Đó, một trái đó dưới đây nữa nè, đây chưa, đây trái nữa. Ok, giờ mình đi vòng ở kia mình cắt ha. Nó nặng quá. Cái trái này hôm bữa nó mọc treo ở trên đây nè cô chú anh chị các bạn, nó treo trên cái cây đào của mình đó. Nó nặng quá đây, rồi nó rớt luôn rồi nè. Đó, mấy cái trái mà mình để nó chêm nó lên hay nó treo thì nó mọc trên đó nó đẹp hơn ha. Ok, rồi mình đi qua bên kia nữa, còn nữa. Nó treo trên đây mình thấy được 4 trái này cô chú anh chị các bạn. Cái trái này là mình phải cắt đây nè, đầu mà nó mọc ngược lên luôn nè. Đây một trái nữa nè, 2 trái nè, 3 trái nè. Đó. Mình muốn ăn non thì mình cắt cỡ này nè ha, nó còn non nè, nó xanh nè. Wow, một trái bự khổng lồ phía đằng sau này nữa nè. Wow, trái bự thật bự luôn à. Đó, 4 trái. 1, 2, 3, 4 rồi mình cắt cái trái này ha. Mình đâu có tính trồng treo đâu cô chú anh chị các bạn, mình trồng nó. Mà cái cây này của mình là nó bị hư rồi, nó chết rồi nên nó bò lên luôn, mình cho nó bò. Chứ mình đâu có, mình để mình trồng, mình biết cái trái này nó bự lắm, cho nên mình trồng nó cho nó dưới đất. Mà nó cứ leo lên trên nè. Qua bên đây mình còn thấy thêm một trái nữa nè. Để giờ mình cắt cái trái này xuống đi. Rồi mình mới cắt ra được rồi cô chú chị các bạn. Nó mọc ngược lên như thế này nè. Mình kiếm cái cuốn nó mình cắt quá trời luôn mà mình cắt được rồi nè. Trong đó mình nãy là mình thấy được bên đây một trái nữa. Nhưng mà thôi, trong đây là còn 4 trái mình để cắt sao ha. Cái bí này mình biết nó bự lắm. Thôi mình mua ở chợ về ăn đó, mình trồng thử. Nên mình biết rồi, mình để cho nó mọc bò dưới đất và nó leo luôn. Mình để cho nó leo. Mớ nó leo dưới đây nè. Dưới đây mình có một trái này cô chú chị các bạn thấy không? Đây còn trái nữa. Đó cô chú thấy giờ không? Ngõ ngách nào cũng có hết trơn, nó bò khắp nơi luôn. Mình biết là cắt nhiều quá vô không biết ăn hết thôi, nhưng mà phải cắt để nhiều cho nó nuôi mấy cái trái mới cô chú anh chị các bạn. Đây. Oh. Trái khổng lồ. Cái trái này mình cũng vừa mới thấy nó cách đây mấy ngày cô chú anh chị các bạn. Wow. Cái trái này chắc trái bự nhất quá. Đây. Mình mới thấy cái đây mấy ngày thôi. Ok. Ok, giờ cũng tối rồi cô chú anh chị các bạn. Giờ mình chỉ ra mình tranh thủ mình cắt mớ trái củ khoai với bí thôi. Thì nãy mình đếm sơ cũng được 20 trái củ khoai ha. Dưới coi 1 2 3 4 5 6 được 7 trái bí nha cô chú anh chị các bạn. Đây, mình đã thu hoạch trước 5-6 trái đầu mùa tới bây giờ rồi. Cái này là đợt thứ 2 mình thu hoạch được 7 trái nữa. Rồi còn chắc vòng vòng ở dưới đất chắc mình nghĩ chắc cũng được cả 10 trái, còn gần 10 trái. Thì đến đây mình xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha. Bye bye. Nhìn thấy ham á cô chú chị các bạn. Cái này giống như trái dưa hấu vậy ha. Cái này để lát hồi thử mình vô nhà mình cân coi cái trái một trái thì được bao nhiêu phao. Để mình coi coi ha. Cô chú anh chị các bạn cho mình comment cho mình ý kiến coi, ý kiến có phải cái bí này là phải bí mà người ta để làm mứt không. Nhưng mà mình thấy ăn nó cũng ok đó cô chú anh chị các bạn. Mình cũng đã nấu canh rồi mình ăn rồi, mình thấy nó cũng giống như bí kia thôi. Mà cái loại này nó trái nó quá bự luôn, mình chỉ không có trồng vàng, mình trồng dưới đất thì thôi. Mình phải ham ghê luôn.